Chào mừng quý vị đang đến với chương trình In Your Skin với Forever Be More cùng với Jennifer và Xuân Quỳnh. Xuân Quỳnh xin chào đón quý vị đến với chương trình In Your Skin. Và như thường lệ thì cứ mỗi chương trình thì Forever Be More sẽ gửi đến quý vị khán giả những cái topic về làm đẹp để mà làm sao phụ nữ chúng ta ngày càng đẹp hơn. Thì không biết là nếu như topic tuần trước là mình về giảm cân thì topic tuần này về chủ đề gì, Jennifer? Dạ thưa quý vị, cái này là cũng mỗi người phụ nữ nào cũng đã trải qua rồi, cái đó là nám trên làn da. Thì đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Jennifer và Xuân Quỳnh sẽ chia sẻ với quý vị là tại sao làn da của mình bị nám và cách nào quý vị có thể dùng những sản phẩm của Forever Be More để trị nám và tàn nhang trên làn da. Dạ thưa quý vị, thì nói về nám đó, đó là một trong những cái gọi là khắc tinh đối với sắc đẹp của người phụ nữ, đặc biệt là đối với những người phụ nữ nào sau 30 tuổi. Thì theo như nghiên cứu thì người ta cho rằng đó có 4 nguyên nhân chính mà gây ra cái vấn đề nám trên làn da. Thì đầu tiên đó là thưa quý vị, đó là do di truyền, mà có tới từ 20-70% người phụ nữ bị nám là do di truyền. Và đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà có thể nói là khó điều trị nhất. Và khi mà mình thấy là một trong gia đình mình đó, có người bị nám á, thì cái khả năng mình bị nám rất là cao. Ngoài ra thì không biết nguyên nhân nào nữa thưa Jennifer. Một cái mà rất là popular đó là ánh nắng mặt trời. Hồi đó giờ có thể là mình đã không có xài chống nắng qua. Có nhiều quý vị nghĩ là ô mình đi làm văn phòng thôi, hay là mình ở trong ở cả nhà mình không có cần đến chống nắng. Nhưng mà thật ra cái thời điểm nhắn mà mình ra ngoài đường á, ánh nắng mặt trời vào cũng có thể là xuất hiện ra nám. Và thậm chí là nhiều khi mà quý vị khán giả mà mình sử dụng computer đó thì cái tia sáng mà trong computer nó cũng rất là dễ gây nám cho mình. Ngoài ra thì còn có cái yếu tố là thay đổi cái nội tiết tố trong cơ thể, đặc biệt là đối với những người phụ nữ mà bước vào cái độ tuổi mãn kinh hoặc là sau khi mình sinh. Hoặc là mình mang thai cũng bị. Mình stress quá, mình có nhiều cái căng thẳng quá cũng hiện nám lên làn da của mình. Và nếu mà quan trọng hơn là những cái sản phẩm mà mình dùng, nếu mà mình dùng không có đúng cách, hay là mình đi nghe lời người ta, mình đi chạy laser, hay là làm cách nào cho cái làn da của mình càng ngày càng yếu đó, thì trở lại nó cũng bị nám nữa. Đúng rồi, những cái sản phẩm mà đặc biệt là về tẩy da hoặc là không có chất lượng, hay là trắng da, những cái sản phẩm mà quý vị đã xài qua rồi mà nó có những cái chất nó gọi là bleaching để tẩy trắng làn da của mình á, cái đó mình xài qua một thời gian ngắn đó thì mình thấy là nó có kết quả, nhưng mà thời gian lâu dài đó thì nó sẽ hư cái làn da của đúng mình. Đúng rồi. Mà khi mà nói về cái khi mà mình bị nám rồi đó thì rất là khó điều trị, phải không Jennifer? Thì nếu mà mình bị nám rồi đó, nó rất là sâu trong cái làn da của mình. Và mặc dù mình dùng bao nhiêu sản phẩm, nó có nhiều lúc mà mình phải nghĩ đến là mình đang xài những cái thực phẩm chức năng gì để nó có giúp cái làn da nám của mình. Thì đến với chương trình hôm nay là Xuân Quỳnh thấy là trên bàn của chúng ta cũng có những cái sản phẩm đến từ công ty dược mỹ phẩm Forever Be More. Thì sản phẩm của nào mà mình có thể giúp được điều trị cái làn da bị nám? Thưa quý vị, đầu tiên quý vị sẽ thấy đó trên màn hình đó là cái Miracle Capsule, là cái sản phẩm này. Thì Jennifer và chị Xuân Quỳnh sẽ giải thích thêm về những cái sản phẩm này. Nhưng mà đầu tiên mình có đó là thuốc viên Miracle Capsule. Và mình có là cái thuốc cái amino collagen bột, và mới nhất của công ty Forever Be More đó là cái thuốc viên nhau thai cừu gọi là Glamour Beauty Dose. Thì ba cái thực phẩm chức năng này đó là của công ty Forever Be More tạo ra để cho mang đến quý vị cái làn da đẹp trẻ trung và có thể đồng thời trị nám nữa. Thì nếu mà quý vị ở trong Nam Cali hoặc là Bắc Cali đó, quý vị có thể đến hai chi nhánh của công ty Forever Be More ở San Jose, địa chỉ là 2268 đường Central Road, cái bên cạnh Costco. Và nếu mà quý vị ở Nam Cali đó, quý vị có thể đến chi nhánh ở thành phố Santa Ana, chỉ khoảng 15 phút lái xe từ Phước Lộc Thọ thôi. Để thêm chi tiết đó, quý vị có thể điện vào số phone trên màn hình đó là 888-933-7624. Thì cái làn da nào cũng khác hết. Có nhiều lúc mình bị nám, nhưng mà cũng không phải là nám tại vì từ stress nữa. Tại vì cái nám có thể là cái gan của mình không có lọc kỹ. Đúng rồi. Tốt nhất là quý vị có thể đến hai chi nhánh này đó để coi cái làn da của mình, tư vấn và tìm hiểu thêm những cái sản phẩm nào có thể giúp quý vị thấy kết quả. Và đặc biệt là khi mà mình đến, mình có free consult và mình biết được cái nguyên nhân nào gây ra cái nám thì mình dễ điều trị hơn, phải không? Dạ đúng rồi. Cái bộ ngày hôm nay đó thì công ty Forever Be More đang có những cái loại bộ trị nám cũng giống như là cái collection cho làn da khô, làn da bị dầu, có rất là nhiều loại collection. Đặc biệt tuần này đó, Forever Be More muốn mang đến quý vị là cái bộ trị nám
cái bộ truy nám đó, trong đó gồm có đó là cái thuốc, xin lỗi quý vị, là cái placenta essence. Placenta essence là cái serum nho thai cừu chiết xuất từ bên Nhật Bản. Trong đó cũng có là cái kem trị nám nữa để quý vị dùng ban đêm. Thì ba cái sản phẩm này đó, cái bộ của nó là 410 đồng. Nhưng mà quý vị sẽ được tặng lại đó là cái thuốc viên nho thai cừu trị giá 80 đồng, cái thuốc viên Miracle Capsule và 30 gói collagen powder. Đúng rồi, yeah. Tổng cái bộ này là 650 đồng lận. Dạ thưa, khi mà quý vị mua tổng cộng là 410 đồng thì mình sẽ tặng lại ba cái sản phẩm. Như quý vị thấy ở đây đó chính là một cái viên Miracle, một cái lọ thuốc Miracle Capsule, Beauty Dose cũng như là 60 gói, phải không Jennifer? 30 gói collagen powder. Thì cái tổng giá trị này nó là 240 đồng. Dạ đúng rồi. So, nếu mà quý vị đã mua green á, tổng số sẵn cái bộ này là phải là 650 đồng lận. Nhưng mà cái giá đặc biệt tuần này cho những quý vị đang xem chương trình á, là quý vị có thể mua 3 sản phẩm này và được tặng thêm 3 sản phẩm nữa, tổng cộng đó là chỉ có 410 thôi. Quý vị trả 410 mà quý vị được nhận đến là 6 sản phẩm nữa. Đặc biệt hơn, nếu mà quý vị điện lập tức bây giờ hoặc là trong vòng 1 tiếng đó, quý vị sẽ được tặng không phải là 30 gói collagen bột không, mà quý vị sẽ được 60 tặng 60 gói. Yes, 60 gói lận. 60 gói mình có thể xài từ gần 2 tháng lận. Dạ. Mà như quý vị cũng đã biết là collagen là một trong những cái chất rất là quan trọng trong cái việc điều trị nám. Có không? Dạ đúng rồi. Mình cũng nói cái này qua rất là nhiều. Collagen là giống như là cái glue trong cái làn da của mình càng lớn tuổi thì cái chất nó càng yếu đi. Collagen rất là quan trọng cho một cái làn da trẻ trung. So nếu mà quý vị không có thoa kem collagen lên, tốt nhất là quý vị uống vào collagen. Yeah. Đúng rồi thưa quý vị, và đặc biệt là cái dạng mà powder như này rất là tiện mỗi khi mà mình đi du lịch hoặc là mình đi làm, mình có thể mang theo. Dạ, thì hôm nay trong cái chương trình đặc biệt thì mình sẽ chia sẻ với quý vị là cái thuốc viên Miracle Capsule và cái thuốc viên Beauty Dose nó giống như thế nào và nó khác, cái sự khác biệt của nó như thế nào. Đó chính là hai cái sản phẩm chính ngày hôm nay. Dạ đúng rồi, tại vì có rất là nhiều người confused. Công ty Forever Be More có rất là nhiều thực phẩm chức năng để mang đến quý vị làn da đẹp từ trong ra ngoài. Nhưng mà có nhiều lúc quý vị thấy là Miracle Capsule cũng là trị nám sáng da, mà thuốc viên nho thai cừu là cái Beauty Dose cũng làm vậy nữa. Thì hôm nay Jennifer muốn chia sẻ cái sự khác biệt. Thì đầu tiên á, cái Miracle Capsule là 80 đồng, trong đó có 90 viên. Thì cái Miracle Capsule trong đó đó, nó có là collagen, hyaluronic acid, bột nhập chai, nó có là khoa bích hợp trong đó nữa, nó có lá sen, ngũ sen, củ sen, khoai mỡ, và trong đó nó cũng có là ngô đường. Wow, thì cái thành phần chính mà Xuân Quỳnh thấy ở đây đó chính là collagen và bột ngọc trai. Thì như quý vị cũng đã biết là collagen là một cái chất rất là quan trọng đối với làn da của mình rồi. Và bột ngọc trai đó thì nếu mà quý vị cũng thường nghe nói là thoa những cái kem mà có bột ngọc trai để nhờ da mình nó mịn hơn, nó trắng hơn, phải không ạ? Bột ngọc trai đó giúp làm sạch cái làn da của mình, làm trắng cái làn da và có thể duy trì làn da mịn màng. Và nó cũng có thể giúp là tăng cái độ đàn hồi cho cái làn da của mình. Và đặc biệt hơn, bột ngọc trai kết hợp chung với lại collagen có thể là ngăn ngừa lão hóa trong cái làn da của mình. Thì cái Miracle Capsule đặc để dành cho những quý vị nào mà cũng là bị nám, bị làn da tổn thương, hoặc là những anh mà cái gan của họ lọc không có kỹ đó, nó hiện lên làn da. Bị những cái dark spot, những cái vết nám lâu năm thì mình đây là những cái sản phẩm mà mình có thể sử dụng để mà giúp da bớt lão hóa và giảm đi cái vết nám. Dạ đúng rồi. Thì cái cách mình làm bột ngọc trai cũng rất là đặc biệt. Chị Xuân Quỳnh muốn chia sẻ về cái đó không? Và nói về cái bột ngọc trai á, thì Xuân Quỳnh biết á, đây là một trong những cái chất mà cũng rất là được ưa chuộng ở Trung Hoa, Ấn Độ và Ai Cập. Và nói về cái cách mà làm bột ngọc trai thì thưa quý vị là mình phải chọn được những cái viên ngọc trai tinh khiết nè, rồi mình sẽ khử trùng bằng nước sôi, nghiền thành bột mịn, sau đó thì bảo quản trong những cái lọ thủy tinh hoặc sứ ở nơi khô ráo để mà tránh đi những cái ánh nắng mặt trời. Dạ
so special. Đúng cái rồi. Bột ngọc trai rất là tốt cho cái làn da của mình. So trong cái thuốc viên Miracle Capsule đó, quý vị chỉ cần uống là một ngày hai viên thôi, sáng viên, tối viên. Thì nó cũng giống như là cái Glamour Beauty Dose là sản phẩm này, là bằng cách nó có collagen trong đó. Nhưng mà đặc biệt hơn thì cái bột ngọc trai có thể giúp mang đến cho quý vị một cái làn da rất là mịn màng, cũng là sáng nữa. Đúng rồi. Thì trong cái bộ Dark Spot này đó, ngoài cái thuốc viên Miracle Capsule ra, quý vị cũng sẽ được tặng là cái Beauty Dose. Beauty Dose là một cái sản phẩm mà Jennifer cũng rất là thích. Trong đó cũng là 80 đồng và cũng có 90 viên. Thì nếu mà quý vị dùng trong cái bộ này đó, quý vị cũng uống là sáng một viên, tối một viên. Vậy thì hồi nãy Jennifer có nói là trong cái bộ sản phẩm mà chị nám da này á, là mình có Miracle với lại Beauty Dose, thì cái sự khác nhau chính giữa hai sản phẩm này là gì? Khi quý vị mua riêng á, Beauty Dose để dành cho những cái làn da mà bị nám, cũng là bị nám, nhưng mà quý vị muốn trắng da nhiều hơn, hay là quý vị làm trong cái môi trường mà làm nails á, tại vì cái Glamour Beauty Dose trong đó nó giúp chống oxy hóa rất là tốt. So nếu mà quý vị trong ở cái môi trường mà nó ưa bụi bặm, có rất là nhiều UV rays, hay là những cái chemical lớn nhiều đó, thì quý vị nên xài đến cái Beauty Dose. Còn cái Miracle Capsule là nếu mà quý vị bị căng thẳng, bị không có khỏe trong cơ thể của mình, thì quý vị có thể tìm đến cái Miracle Capsule. Cái đó là more về việc dược thảo. Dạ, nhưng mà khi quý vị dùng chung đó, nếu mà quý vị mùa hè này đi Việt Nam chơi hay đi đâu chơi, muốn là trị nám của mình và sáng làn da nhanh và an toàn đó, thì quý vị có thể xài kết hợp chung với nhau. Thì giống như Jennifer nhắc hồi nãy đó, là sáng mỗi cái một viên, tối một cái một viên. Trong cái bộ này cũng có cái amino collagen powder, em không biết nếu mà đúng chị rồi. Xin Quỳnh xài qua cả trên. Hai sản phẩm này đều có collagen rất là cần thiết cho cái vấn đề trị nám. Và đặc biệt là trong cái Beauty Dose, nó còn có vitamin C, là mình nghe nói rất là nhiều, vitamin C là giúp da trắng hơn nè, rồi vết thâm nó sẽ bị mờ đi. So ngoài cái vitamin C ra đó, trong đó là đặc biệt cái này là cái nó là chiết xuất từ nhau thai cùng nhau thai mà loại cao cấp đó. Thì nhau thai cụ đó nó rất là tốt để repair cái làn da của mình. So giống như Jennifer nói hồi nãy, làn da bị tổn thương, giống như nếu mà quý vị đã chải laser rất là nhiều, hay cái làn da của mình đụng tới nó bị sensitive á, thì cái Beauty Dose cũng tốt cho cái đó nữa. Ngoài cái đó ra, nó có là cái chất glutathione. Glutathione là một cái chất sáng da an toàn. Glutathione quý vị có thể tìm ở ngoài, ở drugstore nó cũng bán là cái viên riêng của nó nữa, nhưng mà nó không có bằng khi quý vị kết hợp chung với lại cái nhau thai hoặc là collagen. Thì khi mà quý vị sử dụng sản phẩm này thì sau một tháng mình sẽ dần dần là thấy cái làn da của mình sáng dần lên và những cái vết thâm nám nó cũng sẽ giảm dần. Tuy nhiên thì trong cái lúc mà quý vị khán giả sử dụng sản phẩm, mình cũng nên hạn chế đi ra ngoài ánh nắng mặt trời, hoặc là thức khuya sử dụng computer quá nhiều. So tóm lại đó, Miracle Capsule quý vị có thể thấy là nó giúp là tái tạo cái làn da của mình, phục hồi và làm săn chắc cái làn da bị lão hóa. Nó cũng giúp là cung cấp độ ẩm cho cái làn da của mình, để cho mình có một cái làn da tươi trẻ và làm trắng đều màu da của mình. Còn cái Beauty Dose á, thì nó giúp là hỗ trợ trong tóc, làn da của mình, móng, xương và khớp. Cái này cũng là dành cho mọi người, đặc biệt những người mà làm trong cái môi trường làm nails hay là làm hãng. Và nó cũng là phục hồi làn da để nó xịn, nó sáng màu và để cho nó có làn da trẻ trung. Hiện giờ công ty Forever Be More có là hai cái promotion. Nếu mà quý vị muốn là mua hai cái loại thuốc viên này không đó, thì quý vị có thể mua là một Beauty Dose tặng một cái Miracle Capsule. Cái này là buy one get one nha quý vị. Thì quý vị có thể uống là sáng mỗi cái một viên, đêm mỗi cái một viên. Còn nếu mà quý vị muốn mua trong cái bộ trị nám luôn, là gồm có những cái sản phẩm để săn sóc cái làn da của mình từ bên ngoài và đồng thời bên trong luôn đó, thì cái Dark Spot Collection đang on sale. Quý vị bỏ ra 410 đồng nhưng mà quý vị được tặng tới 240 đồng lận. So quý vị có thể đặt hàng trong lúc này, đó là 888-933-7624. Nhưng mà đặc biệt nếu mà quý vị điện ngay lập tức trong vòng 1 tiếng đó, quý vị sẽ được tặng không phải là 30 gói powder không, mà quý vị sẽ được 60 gói. Dạ, 60 gói, cái đó là thêm 80 đồng quà tặng nữa. Mà 60 gói đó thì quý vị có thể sử dụng được trong vòng 2 tháng. Dạ đúng rồi, mỗi ngày một gói thôi. Thì hồi nãy mình nói về hai cái loại thực phẩm kia, thì bây giờ cái amino collagen powder có lẽ là quý vị đã nghe qua rồi. Thì cái collagen powder Jennifer rất là thích, tại vì nó rất là dễ xài. Mỗi gói vậy đó.
Dạ, mỗi gói vậy mình chỉ pha chung với lại bình nước của mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Mà khi mà mình uống nước thì mình lại giúp cho da của mình giữ ẩm được nữa. Thành ra mình cũng nên uống nhiều nước. Và khi mà mình pha chung với cái này á, thì nó vừa cung cấp nước nè mà vừa cung cấp collagen nữa. Dạ, và đặc biệt hơn á, là những người mà họ muốn đăng cái sự trao đổi chất trong cơ thể của mình á, quý vị có thể pha mỗi ngày 1 đến 2 gói cái này vào ly nước của mình. Thì cái hương vị nó là mùi peach, là mùi đào rất là ngon và dễ uống nữa. So những người mà lừa uống nước á, mình có thể pha cái này chung luôn. Thì Jennifer thích vào là bữa trưa sau khi mình ăn lunch rồi đó, mình xé một gói ra and pha chung với lại nước lạnh. Thì nó sẽ giúp là đầu tiên tăng cái năng lượng của quý vị một cách rất là dễ dàng. Mình không có bị giống như là bị nhức đầu. Đúng rồi. Và cũng giúp là tăng cái sự trao đổi chất, tại vì nó có là green tea extract, là trà xanh trong đây luôn. Yeah. Ngoài ra thì collagen rất là tốt cho da nè, cho tóc và cũng như là móng tay của mình nữa. Dạ, quý vị sẽ thấy là mọi rất là nhiều loại thực phẩm chức năng của công ty Forever Biomore, cái nào cũng có collagen hết. Đúng rồi. Dạ, tại vì collagen rất là quan trọng cho cái làn da. Là một chất mà không thể thiếu nếu mà quý vị muốn mà gìn giữ cái làn da của mình được trẻ chung. Dạ. So Jennifer cũng muốn nhắc lại đó là nếu mà quý vị muốn đặt hàng, quý vị có thể đến là hai chi nhánh của công ty Forever Be More, đó là ở San Jose và ở Nam Cali ở thành phố Santa Ana, là kế bên cạnh Westminster, Garden Grove và Fountain Valley. Còn nếu mà quý vị ở xa, quý vị có thể điện vào số là 888-933-7624. Thì cái giờ làm việc của cái call center là từ lúc 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều giờ Cali nha. Và of course quý vị có thể lên là foreverbeamore.com để đặt trên 24 tiếng. Dạ. Bây giờ Xuân Quỳnh muốn tìm hiểu nhiều hơn về cái promotion đó Jennifer, tại vì nghe rất là hấp dẫn khi mà Jennifer có chia sẻ là mình mua một cái lọ Miracle Capsule trị giá là 80 Mỹ Kim cho 90 viên thì mình được tặng ngay một cái Dose Beauty, một lọ Dose Beauty cũng là 80 Mỹ Kim luôn. Dạ đúng rồi. So nếu mà quý vị muốn là mua thực phẩm chức năng đó, cái đó là cái Beauty Dose là cái thuốc viên nhau thai cừu từ bên Nhật Bản đó. Thì cái này là 80 đồng, trong đó có 90 viên. Thì mỗi ngày quý vị chỉ cần uống 2 viên thôi, tại vì quý vị sẽ kết hợp chung với lại cái thuốc viên Miracle Capsule. Thì cái này quý vị có thể xài cũng hơn 45 ngày. And quý vị mua một hộp này đó, quý vị sẽ được tặng ngay lập tức đó là cái thuốc viên Miracle Capsule. Cái này cũng là giúp hỗ trợ cái thuốc viên nhau thai cừu trong trị nám, làm sáng da, chống lão hóa cho quý vị. Thì cái này mỗi ngày cũng là 2 viên thôi. Thì cái đó là cái promotion đầu tiên. Dạ. Còn Xuân Quỳnh thấy là đối với cái thành phần á, thì trong cái Beauty Dose á, nó sẽ có vitamin C, là cái chất mà làm trắng da. Ngoài ra thì trong Miracle Capsule thì nó lại giúp giữ ẩm làn da. Mà quý vị biết là khi mà cái làn da của mình mà không được giữ ẩm mà nó khô á, thì nó rất là dễ bị nám. Dạ đúng rồi. So khi quý vị dùng hai cái sản phẩm kết hợp chung với nhau đó, quý vị sẽ thấy kết quả trong vòng 30 ngày thôi, rất là nhanh. Nhưng mà quan trọng đó là sau khi mình trị cái nám của mình hết rồi đó, quý vị sẽ thấy là nó không có trở lại, tại vì nó đang nuôi dưỡng cái làn da của quý vị từ ở trong ra ngoài, chứ không phải là tẩy qua một lần xong rồi hết. Những cái sản phẩm mà bleaching nó làm tẩy á, thì nó lại rất là hại, tại vì nó chỉ sáng trong một thời gian ngắn thôi, nhưng mà sau đó thì mình bị nám lại rất là sâu và rất là khó chữa sau này nữa. Dạ đúng rồi. So quý vị có thể là tin tưởng những sản phẩm của Forever Be More. Forever Be More cũng có những cái mặt hàng này cũng rất là nhiều năm trên thị trường rồi. Và có rất là nhiều quý khách đã tin tưởng những sản phẩm này. So nếu mà quý vị đã xài những cái thực phẩm khác hoặc là những cái loại kem khác nhưng mà không có thấy kết quả đó, quý vị nên dùng cái promotion có rất là đặc biệt hiện nay. Và đặc biệt là cái promotion này đó là nó chỉ diễn ra trong một cái thời gian ngắn thôi, do đó quý vị khán giả hãy nhanh tay lên. Đúng rồi. Thì nếu mà quý vị muốn xài kem ở ngoài luôn đó, thì một cái bộ trị nám mà có là gọi là cái Ultimate Dark Spot Collection á, và săn sóc làn da của quý vị ban ngày, ban đêm và trong ra ngoài luôn á, cái đó đó quý vị có thể mua ngày hôm nay luôn. Thì trong đó đầu tiên nó có là cái serum nhau thai cừu. Serum nhau thai cừu cũng là từ bên Nhật Bản, chiết xuất từ nhau thai rất là cao cấp. Thì cái đó quý vị cần bỏ là khoảng 2-3 giọt mỗi ngày trên cả nguyên khuôn mặt của mình, thì nó giúp là tẩy tấu cái làn da của mình lại và thấm vô những cái vết nám của mình để từ từ nó tan ra, nó mờ đi và nó nuôi dưỡng cái làn da đó lại. Thì cái bộ đó đó ở ngoài quý vị mua sẽ là 200 đồng. Thì quý vị có thể xài là 6 ống vậy là khoảng 6 tuần nha quý vị. Cái đó là quý vị dùng ngày và đêm khoảng 2-3 giọt thôi.
chung với lại cái bộ đó đó, kem dưỡng da ban ngày, cái đó là cái kem tổ yến, chiết xuất từ tổ yến và sữa âm chúa cũng rất là cao cấp, một hộp vậy đó là 150 đồng. Trong đó cũng có là bơ mori moru, vitamin E, có những cái ceramide để nuôi dưỡng cái làn da quý vị và bảo vệ cái làn da ban ngày. Suy những quý vị nào mà bị da sensitive á chị, những người mà họ xài bất cứ sản phẩm gì mà họ dùng lên họ cảm thấy đỏ hay nhớ đó, cái kem tổ yến là dành cho những người mà làn da sensitive, nhạy cảm. Dạ đúng rồi. Và ban đêm thì of course mình không có thể quên kem ban đêm được, cái đó là cái kem trị nám, nó gọi là dark spot rectifier. Kem đó trị giá là 60 đồng. Cái kem đó trong đó đó nó có thể giúp là dưỡng những cái vùng bị nám, tàn nhang và sẹo thâm, trong đó có tinh chất làm trắng sáng mịn màng từ cây aloe vera và hoa cúc. Sau cái đó quý vị có thể xài sau khi quý vị dùng cái serum ban đêm. Thì nguyên cái bộ đó đó là tổng giá trị là 650 Mỹ Kim, nhưng mà khi mà quý vị mua, gọi vô mua đó thì sẽ được tặng là ba cái bộ sản phẩm trị nám da mà mình sử dụng bằng cách uống ngày hôm nay, tức là bên ngoài thì mình thoa mà bên trong thì mình uống. Thành ra cái giúp cái làn da của mình nó trị nám á, nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Thì quý vị sẽ tiết kiệm được 240 đồng, tức là quý vị chỉ trả có 410 đồng cho 6 sản phẩm mà thôi. Và đặc biệt cái là nếu mà quý vị điện trong vòng 1 tiếng đó, hoặc là quý vị nếu mà quý vị điện trong vòng 1 tiếng này đó, quý vị có thể đó được tặng thêm không phải là 30 gói không của cái bột collagen, mà quý vị được tặng tới 60 gói lận, cái đó là gấp đôi nha quý vị. So quý vị có thể nhanh tay và điện vào cái số trên màn hình đó là 888-933-7624. Và nếu mà quý vị ở Nam Cali hoặc là ở chi nhánh ở San Jose, quý vị có thể đến từ đây đến ngày Chủ nhật để nhận cái promotion này luôn nha. Xuân Quỳnh thấy là cái bộ sản phẩm này rất là quan trọng, đặc biệt là khi mà đến hè đó, làn da của mình tiếp xúc rất là nhiều với ánh nắng mặt trời, thì cái khả năng mà mình bị nám nó càng cao hơn nữa. Do đó thì tại sao mà bây giờ mình lại không uống và mình không sử dụng đi để mà mình ngăn ngừa, hoặc thậm chí là mình giảm đi những cái vết nám mà đậm màu trên da. Em cũng nghĩ giống vậy. Có nhiều lúc mà mình bị nám rồi mình nghĩ là mình chỉ trị nám thôi, nhưng mà cũng rất là quan trọng là mình nuôi dưỡng cái làn da của mình để mình không có bị nám nhiều hơn hay là tiếp tục nữa. Mùa hè tới là ai cũng sợ hết. Đúng tại rồi. Vì nó rất là nắng ở ngoài và cái hơi nóng mà nhồi trong xe nó cũng hư tổn cái làn da của mình nữa. Hoặc là nhiều khi mà mình mở máy lạnh hoặc là thời tiết mà nó không có, nó làm cho cái da mình dễ bị nổi mụn rồi. Khi mà nổi mụn xong mình nặng mụn là tạo thành dark spot nữa phải không? Quý vị có thể tiếp tục theo dõi cái chương trình In Your Skin để quý vị có thể tìm đến những cái cách săn sóc cái làn da trong mỗi mùa hết. Jennifer cũng muốn nhắc là ngoài cái show này ra, quý vị cũng có thể đến Facebook của Forever Beaumore. Trên đó cũng có rất là nhiều thông tin về chăm sóc sức khỏe làn da của mình hay những cái promotion đặc biệt mà quý vị sẽ không thấy trên TV. Nếu mà quý vị lên Facebook, quý vị có thể search vào là Forever Beaumore. Jennifer có thể chia sẻ thêm là về cái địa chỉ của mình ở cho các khán giả nào ở miền Nam California. Nếu mà quý vị ở miền Nam á, cái địa chỉ đó là 3629 West MacArthur Boulevard, và cái văn phòng đó là Suite 203 ở thành phố Santa Ana. Quý vị có thể đến foreverbeaumore.com đó, lên mạng của Forever Beaumore để xin cái địa chỉ đó hoặc điện vào. Còn nếu mà quý vị ở trên San Jose là ở vùng Bắc Cali đó, quý vị có thể đến là 2268 đường Central Road, và cái suite tiệm đó là 198. Thì đó là cái bên cạnh Costco, cũng rất là dễ tìm nha. Và khi quý vị đến á, quý vị có thể tư vấn cái làn da của mình với các cô của Forever Beaumore. Quý vị có thể xin những cái bộ samples miễn phí để quý vị về xài thử trước khi mình mua. Hoặc đặc biệt hơn á, nếu mà quý vị đến chi nhánh này á, quý vị sẽ được tặng thêm quà nữa. Bởi vì công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore muốn quý vị tìm thấy những cái sản phẩm mà phù hợp nhất đối với làn da của mình, do đó quý vị có thể đến với lại chi nhánh của công ty để mà mình sử dụng những cái sample để mình xem cái nào phù hợp nhất đối với làn da. Ngoài ra thì Xuân Quỳnh cũng được biết là ở tại địa chỉ của mình cũng có thêm Botox với lại filler service, phải không? Đúng rồi. Botox or fillers, nếu mà quý vị chưa biết đến, Botox or fillers là một cái bí quyết của những người Mỹ hay là lớn lên ở tại Mỹ. Tại vì Botox or fillers nó có thể giúp là làm cái khuôn mặt của mình thon gọn lại, làm một cái V shape,
nếu mà cái người đó họ khéo tay và họ biết cái khuôn mặt của người châu Á của mình á, họ có thể chích vào fillers hoặc botox á, để trị những cái vết nhăn trên da mặt của mình, làm thon gọn khuôn mặt và có thể làm cho săn chắc cái làn da của mình luôn. Thì of course lúc nào á, săn sóc làn da cũng đầu tiên hết, nhưng mà có nhiều lúc mình có những cái imperfections trên mặt mình muốn sửa một cách tự nhiên đó, mình có thể tìm đến. Thì chi nhánh thứ hai của Forever Be More ở thành phố Santa Ana đó là mỗi weekend có anh Khánh Nguyễn là một cái bác sĩ chuyên về botox và fillers có thể tư vấn miễn phí cho quý vị. Nha. Đúng rồi thưa quý vị, tại Forever Be More thì quý vị sẽ tìm thấy những cái sản phẩm mà giúp quý vị săn sóc sắc đẹp làn da bên ngoài, cũng giống như là những cái sản phẩm về giảm cân để mà mình có được một cái vóc dáng khỏe mạnh hơn và đẹp hơn. Dạ. Chị Xuân Nguyên, chị muốn tiếp theo cái closing cái show. Thưa quý vị, và bây giờ xin chắc là chương trình xin được tạm ngưng để mà cho phần quảng cáo một số cái sản phẩm về Forever Be More.